Lời đầu tiên, cho phép Thanh Bình xin được thay mặt cho tập thể nam nữ diễn viên đoàn nghệ thuật quần chúng xã Nậm Xé trân trọng gửi tới quý đại biểu, khách quý, ban giám khảo cùng toàn thể hội diễn lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị thân mến, Nậm Xé là xã vùng cao nằm ở phía tây của huyện Văn Bàn, cách trung tâm huyện khoảng 35 km. Nơi đây có những cánh rừng đại ngàn, có khu di tích lịch sử đèo Khao Co, và đặc biệt nơi đây có tộc người Mông Xanh sinh sống ở xã Nậm Xé, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, ngày đêm bám đất, bám rừng, giữ bình yên cho quê hương đất nước. Và nơi đây có màu xanh đại ngàn của dãy Hoàng Liên hoang sơ tươi đẹp. Đến với hội diễn nghệ thuật quần chúng huyện Văn Bàn năm 2024, đoàn nghệ thuật quần chúng xã Nậm Xé xin được gửi tới hội diễn chương trình nghệ thuật với chủ đề Tình Mông Xanh. Chương trình gồm các tiết mục hát múa Người Mèo Ơn Đảng, sáng tác Thanh Phúc, biên đạo Thanh Mai, biểu diễn tập thể nam nữ diễn viên. Tiết mục tấu sáo quê hương, sáng tác tự biên, thể hiện nghệ nhân Vàng A Nhè, thôn Tu Thượng, xã Nậm Xé. Tiết mục múa độc lập Tình Mông Xanh, biên đạo Thanh Mai, biểu diễn tập thể nam nữ diễn viên. Trích đoạn Tết tháng 7 của người Mông Xanh, dàn dựng Thanh Mai, thể hiện tập thể nam nữ diễn viên, nghệ nhân đoàn nghệ thuật quần chúng xã Nậm Xé. Trân trọng kính mời quý vị cùng thưởng thức. Nhờ có ánh sáng của Đảng mà đời sống người dân tộc Mông được ấm no, hạnh phúc. Người Mèo Ơn Đảng là bài hát truyền thống tự hào của đồng bào dân tộc Mông. Họ hát khi đi nương, làm rẫy, ở chợ phiên, buổi vui hội họp, lúc gặp bạn bè. Những giai điệu tha thiết, giặc dịu ấy không chỉ là tiếng lòng của một dân tộc mà còn là tiếng lòng của triệu triệu con tim Việt Nam khi hướng về Đảng, về công lao của người dẫn đường cho cách mạng Việt Nam. Thank you.
Gió săn lao mà hùng vĩ thân thương. Với người Mông xanh, vật bất ly thân là cây sáo, một trong những nhạc cụ truyền thống đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc. Sáo được làm từ trúc hoặc vầu rừng, những giai điệu ngân lên tượng trưng cho khát vọng về một cuộc sống ấm no hạnh phúc, thể hiện tình yêu quê hương đất nước, mong muốn góp phần xây dựng quê hương Văn Bàn giàu đẹp, văn minh và đậm đà bản sắc dân tộc. Thank you.
múa khèn. Nghệ thuật trình diễn dân gian của người Mông thể hiện bản sắc, văn hóa riêng, độc đáo của đồng bào Mông, đặc biệt là dân tộc Mông Xanh. Những chàng trai người Mông Xanh sử dụng tiếng khèn để thủ thỉ, tâm tình với người mình yêu. Tiếng khèn càng hay, càng làm xưa lòng bạn tình. Các cô gái Mông Xanh, xinh đẹp, e thẹn trong bộ váy Mông với những chiếc ô. Ô không chỉ là vật dụng trong đời sống lao động thường ngày, cây ô còn gắn với những diễn sướng văn hóa truyền thống và là vật lưu giữ bản sắc của những phong tục, tập quán của đồng bào dân tộc Mông Xanh.
Anh lời thôi, nó là anh người thế. Quá đẳng cấp luôn. Đúng là ma Văn Bằng nó quá. Người Mông Xanh hiện chỉ có hơn 700 người, tập trung chủ yếu tại thôn Tu Thượng, Tu Hạ và rải rác ở một số thôn của xã Nậm Xé, huyện Văn Bàn. Đây là tộc người có dân số ít nhất tỉnh Lào Cai. Ở Việt Nam, tộc người Mông Xanh chỉ có ở Điện Biên và xã Nậm Xé, huyện Văn Bàn. Với người Mông Xanh, Tết tháng 7 là dịp quan trọng trong đời sống tâm linh và tinh thần. Các gia đình tổ chức ăn Tết từ ngày 11 đến 15 tháng 7 âm lịch. Đặc biệt, người dân thường tụ họp cùng tổ chức một ngày hội vui, thường được chọn vào đúng ngày rằm tháng 7 âm lịch. Tham dự ngày hội, người dân đều mặc trang phục truyền thống và tham gia các trò chơi dân gian như đu quay, ném pao, ném còn, đánh én, hát ống, múa khèn mông. Qua đó giúp gắn kết tình cảm gia đình, dòng họ, làng xóm, đồng thời góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Bà xa. Xin phép quý vị trích đoạn Tết tháng 7 của người dân tộc Mông Xanh. Xin phép được khép lại phần biểu diễn của đoàn nghệ thuật quần chúng xã Nậm Xé. Một lần nữa thay mặt cho nam nữ diễn viên, kính chúc quý vị đại biểu, khách quý, ban giám khảo cùng hội thi sức khỏe, hạnh phúc.
Chúc hội diễn thành công, rực rỡ!